Nhắc đến trung tâm dưỡng lão thì đa phần chúng ta đều nghĩ rằng đây là một nơi buồn chán, tĩnh lặng dành cho những người cao tuổi. Thế nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy, đặc biệt là tại một trung tâm có tên là dịch vụ Las Vegas ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Bởi tại đây, những đặc trưng của thành phố được mệnh danh là sòng bạc của nước Mỹ đã được áp dụng giúp cho người cao tuổi có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Hãy cùng chúng tôi khám phá trung tâm dưỡng lão độc đáo này. Tại một khu dân cư khá yên tĩnh ở thủ đô Tokyo, một trung tâm dưỡng lão với cái tên Dịch vụ Las Vegas đang mang đến cho những cụ ông, cụ bà tại đây một bầu không khí mới, vui vẻ và rất thoải mái. Các cụ hào hứng tham gia các trò chơi mới mang phong cách thành phố sôi động nhất nước Mỹ như chơi bài theo kiểu sòng bạc casino hay máy giật xèng. Ngoài ra, các cụ còn được phục vụ đồ uống như ở trong các quầy bar. Cụ ông Yusai Urazumi, 92 tuổi, là một người hâm mộ của các trò chơi này. Cụ đã thắng khá nhiều trận bài, nhưng thua nhiều cũng không kém. Nhà dưỡng lão này là nơi tốt nhất, họ có các trò chơi hấp dẫn cho chúng tôi. Trong khi đó, cụ bà Katsuko Kikuchi, 86 tuổi, dù mới tập chơi mạt trược, song cũng đã tỏ ra rất thích thú. Tôi chưa hiểu luật chơi lắm, nhưng đã thắng khá nhiều, cần gì phải hiểu quá rõ, vui là được, phải không? Cách tiếp cận của trung tâm này hiện vẫn còn khá mới mẻ tại Nhật Bản, nơi mà nhu cầu đối với các nhà dưỡng lão đang ngày càng tăng cao do dân số già hóa nhanh chóng. Năm 2015, có đến 27% dân số xứ mặt trời mọc có tuổi thọ trên 65. Tôi đã đi tìm hiểu thực tế tại các trung tâm dưỡng lão ở Mỹ, sau đó đến tham quan các khách sạn sòng bạc ở Las Vegas. Ở đó có rất nhiều người cao tuổi tham gia chơi bài và họ đều rất vui vẻ, phấn khích. Tôi muốn mang niềm vui đó đến cho người cao tuổi ở Nhật và tôi quyết định làm bằng được. Hiện có 12 trung tâm dưỡng lão mang phong cách Las Vegas ở Nhật Bản, trong đó có 2 trung tâm ở thủ đô Tokyo.